Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, ngày 21 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sáng nay 21 tháng 5, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Nghĩa Hưng, kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu của các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hải và thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất của các địa phương cho ngày bầu cử 23 tháng 5 tới. Việc niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri, trang trí tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử được triển khai trang trọng đúng quy định. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh lưu ý các tổ bầu cử trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng phải tập trung giả soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri để đảm bảo quyền lợi đi bầu cử của cử tri. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và tuyên truyền cổ động trực quan để đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử, các cơ quan chức năng và cử tri nhân dân cần triển khai và tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn và thành công cho cuộc bầu cử. Làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Hưng, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, biểu dương huyện Nghĩa Hưng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban bầu cử cấp trên. Chỉ còn hơn một ngày nữa là tới ngày bầu cử 23 tháng 5. Vì vậy, đồng chí yêu cầu huyện Nghĩa Hưng tổng ra soát lại tất cả các khâu bước trong quy trình bầu cử tập trung chỉ đạo khẩn trương quyết liệt trên tinh thần đảm bảo dân chủ và đảm bảo các yêu cầu của luật bầu cử và quy định của pháp luật thành viên ủy ban bầu cử từ huyện đến các xã thị trấn phải bám sát địa bàn thường xuyên đôn đốc nhắc việc các tổ bầu cử duy trì thường xuyên chế độ thông tin báo cáo đánh giá chính xác tình hình địa bàn có các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự phòng chống dịch COVID-19 và ứng phó với diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai tại các khu vực bỏ phiếu, không để phát sinh điểm nóng, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công, thực sự là ngày hội non sông, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Nghĩa Hưng đã hoàn tất. Trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng có 180 khu vực bỏ phiếu của 174 đơn vị bầu cử tại 24 xã thị trấn với 2.468 thành viên. Các đơn vị đã chuẩn bị 180 hòm phiếu chính và 360 hòm phiếu phụ cho 180 điểm bỏ phiếu, trong đó có 170 điểm bỏ phiếu tại các nhà văn hóa, 7 điểm bỏ phiếu tại trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, trường học và 3 điểm bỏ phiếu tại nhà dân. Cũng trong sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát của Ủy ban Bầu cử tỉnh Do đồng chí Lê Quốc Trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Nam Trực. Sau khi trực tiếp đi kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân ca cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 6 tổ bầu cử của ba xã Nam Dương, Nam Hùng và Nam Thanh, đồng chí Lê Quốc Trình, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu, từ nay đến trước ngày diễn ra cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện Nam Trực và Ủy ban bầu cử các xã thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục giả soát, bổ sung danh sách cử tri theo quy định ra soát các cử tri là các trường hợp F1, F2 để có kế hoạch tổ chức bỏ phiếu, đảm bảo an toàn, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, có phương án giải quyết phát sinh trong bầu cử, không để đột xuất bất ngờ. Chủ động xây dựng phương án bỏ phiếu trong ngày bầu cử của từng tổ bầu cử, nhất là phương án bỏ phiếu trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 để ngày bầu cử diễn ra an toàn, trang trọng, tiết kiệm và không phô trương hình thức. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Nam Trực, đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới đã cơ bản hoàn tất. Toàn huyện đã thành lập 170 khu vực bỏ phiếu ở 20 xã thị trấn. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thành lập 170 tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu. Tổng số thành viên tham gia tổ bầu cử là 2.757 người. Mỗi tổ có số lượng từ 15 thành viên trở lên toàn huyện có 156.078 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Hiện nay, Ủy ban bầu cử huyện Nam Trực đang chỉ đạo các xã thị trấn tiếp tục giả soát, bổ sung danh sách cử tri theo quy định để đảm bảo quyền bầu cử của công dân. Toàn huyện có 170 địa điểm bỏ phiếu. Tại mỗi khu vực bỏ phiếu có một hòm phiếu chính và hai hòm phiếu phụ. Trên cơ sở danh sách những người được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng dân huyện Ủy ban bầu cử huyện Nam Trực đã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng dân huyện theo từng đơn vị bầu cử. Tổng số người trong danh sách chính thức là 56 người, số đại biểu được bầu 35 người ở 7 đơn vị bầu cử. Ủy ban bầu cử các xã thị trấn đã tiến hành phân bổ và lập danh sách chính thức 879 người ứng cử đại biểu hội đồng dân cấp xã ở 148 đơn vị bầu cử để bầu 525 đại biểu. Công tác tuyên truyền về bầu cử cũng đang được Ủy ban bầu cử huyện và các xã thị trấn tăng cường thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử được triển khai đồng bộ. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban bầu cử huyện Nam Trực và Ủy ban bầu cử các xã thị trấn đã chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác phòng chống dịch như tất cả các khu vực bỏ phiếu đều được phun khử khuẩn trước một ngày diễn ra bầu cử. Bố trí dung dịch sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, đo thân nhiệt và thực hiện thông điệp 5K bố trí phòng cách ly tạm thời và phương án di chuyển đối với trường hợp có cử tri, ho, sốt. Tổ chức xét nghiệm sát cov 2 cho thành viên Ủy ban Bầu cử huyện, người ứng cử đại biểu Hội đồng dân huyện theo hướng dẫn của Sở Y tế. Sáng nay 21 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Nam Định. Qua kiểm tra thực tế tại một số tổ bầu cử thuộc địa bàn phường Lộc Hạ và phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định cho thấy, Ủy ban bầu cử thành phố Nam Định đã có sự chỉ đạo sâu sát trong công tác chuẩn bị bầu cử việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện đúng quy định. Các địa điểm bỏ phiếu trang chính trang nghiêm ở những nơi công cộng thuận tiện cho cử tri đến bầu cử. Thực hiện đầy đủ các quy định trong phòng dịch COVID-19, bố trí đầy đủ bàn ghế bút viết và những điều kiện cần thiết để cử tri đến bỏ phiếu. Tại các điểm bỏ phiếu, bố trí lối vào và lối ra cho cử tri khi bỏ phiếu bảo đảm an toàn, thuận lợi. Hiện nay, các phường xã trên địa bàn thành phố đang tích cực phối hợp với các khu dân cư, tổ dân phố, ra soát nắm chắc số lượng cử tri có mặt tại địa phương đi bầu cử. Công tác tuyên truyền về bầu cử cũng đã được thành phố Nam Định đẩy mạnh. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Cùng với đó, thành phố đang thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Nam Định, đồng chí phạm đình nghị phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phó chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu ủy ban bầu cử thành phố nam định tiếp tục chỉ đạo các phường xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng hiệu quả hệ thống truyền thanh và xe lưu động tuyên truyền liên tục tới tất cả các khu dân cư hướng dư luận nhân dân về cuộc bầu cử và tham gia bầu cử đầy đủ tiếp tục giả soát từng hộ gia đình xác định số lượng cử tri đi bầu cử chính xác nhất phấn đấu 100% cử tri có tên trong danh sách cử tri đi bầu cử đầy đủ, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại nơi cử tri viết phiếu bầu cần có vách ngăn hoặc phòng kín, bảo đảm cử tri bỏ phiếu kín, theo quy định của pháp luật về bầu cử và đảm bảo phòng chống dịch. Các thành viên tại các tổ bầu cử thực hiện nghiêm các quy định trong phòng dịch. Mọi cử tri đi bầu cử đều phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và sát khuẩn trước và sau khi bầu cử các khu dân cư, tổ dân phố phối hợp với công an các phường xã nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cũng trong sáng nay, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác tuyên truyền cổ động tại khu vực trung tâm văn hóa mùng 3 tháng 2 và tượng đài Trần Hưng Đạo. Nhiều băng rôn khẩu hiệu, pano áp phích, bảng ảnh, cờ hoa đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng thành phố Nam Định trang trí thu hút sự quan tâm của nhân dân hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân ca cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, nhân dịp Đại lễ Phật đàn. Đến sáng 21 tháng 5, tỉnh Nam Định đã thực hiện xét nghiệm COVID-19, cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện việc gỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. Nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2021, Phật lịch 2565, sáng nay 21 tháng 5, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã tới thăm tặng quà chúc mừng Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tại Trúc Lâm Thiên Trường. Cùng đi với đồng chí Bí thư tỉnh ủy, có đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Linh mục Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Thượng tọa Thích Quảng Hà, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh đón mùa Phật đản hoan hỷ an lạc ghi nhận đóng góp của các tăng ni Phật tử đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, sự phát triển của dân tộc và của tỉnh Nam Định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tích cực tham gia và vận động Phật tử tham gia thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Thay mặt Giáo hội Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của tình ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân đại lễ Phật đản năm nay đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, tăng ni Phật tử trong tỉnh luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng nhà nước và của tỉnh, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của địa phương nhằm xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng phát triển. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, tính đến sáng ngày hôm nay 21 tháng 5 Cùng với việc tiếp tục truy vết lấy mẫu các đối tượng liên quan đến các ca bệnh COVID-19, tỉnh Nam Định đã thực hiện xét nghiệm cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến hết ngày 20 tháng 5, ngành y tế tỉnh đã tổ chức thực hiện lấy 152 mẫu của tổng số 734 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo kế hoạch, tỉnh Nam Định sẽ xét nghiệm cho các đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện và sẽ hoàn thành việc xét nghiệm trước ngày 22 tháng 5. Về tình hình cách ly, các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19, đến sáng nay 21 tháng 5, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh tiếp nhận thêm 4 trường hợp và có 9 trường hợp kết thúc cách ly. Toàn tỉnh có 149 trường hợp đang thực hiện cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh một trường hợp đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh ở thị trấn Gôi, huyện Vũ Bản, 68 trường hợp đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung xã Nam Vân, thành phố Nam Định, 69 trường hợp đang cách ly tại cơ sở cách ly thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, 98 trường hợp đang thực hiện cách ly tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, 12 trường hợp cách ly tại vườn quốc gia Xuân Thủy, 18 trường hợp cách ly tại bệnh viện phục hồi chức năng huyện Hải Hậu. 499 trường hợp cách ly tại 5 cơ sở cách ly của huyện Ý Yên, 34 trường hợp đang cách ly tại khách sạn Hội An, huyện Vũ Bản, gần 7.300 trường hợp đang cách ly tại nhà. Hôm nay ngày 21 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã có công văn số 283 về việc gỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. Theo đó, xét đề nghị của Sở Y tế và báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, đến ngày 20 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương gỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, kể từ 0 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2021. Đối với tổ dân phố Tây Kinh, thị trấn Cổ Lễ, tiếp tục thực hiện khoanh vùng cách ly theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh. Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh chỉ đạo các cấp các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và các bộ ngành trung ương, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và công điện số 18 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thông báo số 73, 77, 80 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục đề mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và đội thông tin lưu động, kêu gọi nhân dân không được chủ quan lơ là tin tưởng và tự giác ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, chủ động khai báo y tế vì sức khỏe của chính mình và của cộng đồng. Xây dựng đảng trong sạch vững mạnh Mỗi đảng viên tri bộ ở thôn An Lạc, xã Tam Thanh, huyện Vũ Bản là một tuyên truyền viên giúp cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm trong ngày bầu cử. thưa quý vị thưa các bạn trong vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở các tri bộ đảng đang tích cực góp phần cùng ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể khác chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhờ nắm vững tình hình thực tế tại địa phương công tác tuyên truyền bầu cử của các tri bộ đảng sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp cử tri trên địa bàn sáng suốt lựa chọn được những đại biểu xứng đáng tại thôn An lạc thuộc xã Tam Thanh huyện Vũ Bản mỗi đảng viên trong trị bộ đảng ở đây đã trở thành một tuyên truyền viên giúp từng cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử sắp tới. An Lạc là thôn vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không chỉ chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, các hộ gia đình trong thôn còn tập trung phát triển các ngành nghề phụ và nhờ đó nâng mức thu nhập trung bình tính theo đầu người lên hơn 60 triệu đồng một năm. Trước yêu cầu xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, Nhân dân thôn An Lạc cũng có không ít vấn đề phải tiếp tục giải quyết như đảm bảo phát triển bền vững hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, giữa sản xuất với môi trường. Mỗi lá phiếu của cử tri trong thôn sẽ góp phần để lựa chọn được những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân tham gia quyết định những nội dung ấy. Kể từ khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hoạt động của hệ thống truyền thanh thôn An Lạc cũng trở nên quy củ hơn. Bà Nguyễn Thị Nga, một đảng viên có hơn 10 tuổi Đảng được chọn làm tuyên truyền viên của thôn. Bà Nga là người chịu trách nhiệm tuyên truyền giúp cử tri nắm vững những nội dung chủ yếu của luật bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, cũng như tiểu sử của các ứng cử viên. Sau khi mình đã nhận được những cái bài thông báo truyền thanh về truyền thanh cho tất cả làng xóm dân làng biết, thì mình được sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên và từ tin Đảng ủy xã và ban mặt trận tổ quốc xã chuyển về để mình thông qua với bên lãnh đạo thôn cấp ủy chi bộ và chính quyền thôn thông qua được cái chương trình hôm nay là truyền thanh cho thôn chuẩn bị từng bước này bước này mình nên lên làm như thế nào trước cái nào sau không những đi tôi đi tuyên truyền tại nhà văn hóa thôn đọc loa truyền thanh mà thậm chí từ mọi lúc mọi nơi đấy đi làm hoặc là đi lao động hoặc là À, bất cứ đi nơi đâu mà gặp thấy xã viên hay là những uh, buổi hội họp hay hội nghị gì đó mình cũng có thể tuyên truyền và để cho mình hiểu được thì mình tuyên truyền cho họ để mình chia sẻ những cái vấn đề cần thiết, cần chọn ra những cái người đáng tin cậy như thế nào. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bầu cử để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng, phát huy dân chủ, kịp thời ứng phó với những tình huống đã được ủy ban bầu cử các cấp xây dựng phương án giải quyết nhất là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường. Chi bộ thôn An Lạc xác định, việc đảm bảo cho cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra an toàn, đúng pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà mỗi đảng viên phải chủ động vào cuộc. Yêu cầu các đồng chí đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần, đầu tàu gương mẫu, vận động gia đình, bản thân gia đình, anh em nội ngoại, dòng ngõ, làng xóm làm sao thực hiện được được thực hiện thật tốt cái sự chỉ đạo của chỗ chỗ uh, ban uh, ủy ban bầu cử những cái trường hợp mà này thể là như bây giờ là 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 người ta là kém người ta chữ nghĩa ta không hiểu lắm thì bây giờ là đọc cái tiểu sử của những các cái ứng cử viên để cho tất cả những mọi trường hợp mọi người cử tri trong thôn đều là nắm được để coi có, có cái xem xét bầu làm sao cho là thành công trong cuộc bầu cử này, thôn An Lạc có một tổ bầu cử với hơn 650 cử tri. Với ý thức tiên phong, mỗi đảng viên của thôn không chỉ là một cử tri gương mẫu mà còn là một tuyên truyền viên tích cực. Khi ngày bầu cử đang đến rất gần, mọi điều kiện về phương tiện vật chất đã được chuẩn bị chu đáo và những nội dung liên quan đến công tác bầu cử đã được truyền tải đến đông đảo cử tri. Cả thôn An Lạc đã sẵn sàng góp phần vào thành công của ngày hội lớn. Công an tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ca cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử. Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác bầu cử, thời gian qua, lực lượng công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 phục vụ cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Công an huyện Nam Trực mọi nhiệm vụ kế hoạch đã được lãnh đạo công an huyện xây dựng chi tiết, phân công, giao trách nhiệm cho từng cán bộ chiến sĩ với phương châm phòng ngừa đi sâu đi sát, nắm bắt từ xa để các biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra vụ việc phức tạp, phát sinh lớn về mất an ninh trật tự trên địa bàn các xã thị trấn. Bổ sung vào cái phương án đảm bảo an ninh trật tự bầu cử trong cái trường hợp mà địa phương kích hoạt cái phương án chống dịch Đấy, dự kiến các cái tình huống phát sinh liên quan đến an ninh trật tự cũng như là dịch bệnh trong cái thời gian mà diễn ra bầu cử để chủ động không bị động rồi tăng cường những lực lượng các đội nghiệp vụ của công an tỉnh tăng cường cho công an huyện và công an các xã thị trấn đảm bảo mỗi khu vực bỏ phiếu có ít nhất một đồng chí công an chính quy để giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự trong cái địa địa điểm bỏ phiếu. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử trên đại bàn huyện Hải Hậu, công an huyện chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm từ xa và tập trung đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án dư luận quan tâm tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian diễn ra bầu cử. Tiếp tục tăng cường lực lượng biện pháp làm tốt cái công tác nắm tình hình liên quan đến các cái quy trình, các cái bước rồi liên quan đến các cái dư luận xã hội, tâm trạng chính trị của cán bộ nhân dân, rồi là cũng như, cũng như là những cái âm mưu phương thức hoạt động của các cái thế lực thù địch, những cái đối tượng, những cái phần tử xấu, những phần tử cơ hội cũng như là các loại tội phạm mà muốn lợi dụng để hoạt động làm ảnh hưởng tới cái, cái bầu cử này. Xác định công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho bầu cử là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác đảm bảo an toàn các bước trong quy trình hiệp thương, quá trình tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hướng tới bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Lực lượng Công an tỉnh đã đặc biệt chú trọng đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử, bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Yêu cầu trưởng công an huyện, thành phố, trưởng công an phường, xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước giám đốc quan tỉnh về tình hình an ninh tự của cuộc bầu cử. Và chúng tôi yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo chỉ huy các cấp phải gương mẫu đầu tàu và cán bộ chiến sĩ phải sát cơ sở, sát dân và làm nhiều việc tốt vụ nhân dân và đảm bảo cái duy trì cái lực lượng sẵn sàng chiến đấu cao trực ban trực chiến đảm bảo thông tin liên lạc chế độ báo cáo Đấy, thế và mọi vấn đề có liên quan tới an ninh trật tự và những vấn đề liên quan bầu cử và liên quan đến phòng chống dịch covid 19 thì các đơn vị địa phương phải kịp thời báo cáo giám đốc công an tỉnh từ nay đến ngày bầu cử 23 tháng 5 2021, Công an tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, phương án, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ bầu cử. Tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng, các cơ quan, chủ động tham mưu với các ủy chính quyền các cấp, các cơ quan ban ngành có liên quan để mạnh tuyên truyền, giải quyết ổn định tình hình ngay từ cơ sở, những vụ khiếu kiện phức tạp, không để các đối tượng lợi dụng kích động chống phá bầu cử. Với sự thống nhất trong chỉ đạo, sự gia quân đồng bộ quyết liệt của các lực lượng công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra thuận lợi an toàn. Đến thời điểm này, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn chủ động phòng chống dịch COVID-19, xã Mỹ Tân đã vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các nhà hảo tâm trong ngoài xã hỗ trợ cho các tổ bầu cử 15 máy đo thân nhiệt, 5.000 khẩu trang và 600 cờ tổ quốc. Tổ chức phun khử khuẩn bằng dung dịch Chloramin B, toàn bộ khu nhà làm việc Ủy ban Nhân dân xã và 9 tổ bỏ phiếu. Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc cũng đã phát động các phong trào thi đua hướng về ngày bầu cử. Toàn bộ cán bộ công chức xã và hội viên các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đã tích cực tham gia làm vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm chào mừng quốc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng bầu cử xã đang tập trung ra soát lại danh sách cử tri và phát thẻ cử tri, tăng cường công tác tuyên truyền vận động để cử tri đi bầu đầy đủ và đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 trong ngày bầu cử. tăng cường phát hiện xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại. Mô hình chăn nuôi gà bằng công nghệ vi sinh ở huyện Nghĩa Hưng Theo số liệu của Cục Quản lý Thị trường Nam Định, từ đầu năm đến nay, lực lượng đã kiểm tra phát hiện xử lý 166 vụ việc với 181 hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính nộp ngân sách trên 1,115 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu buộc tiêu hủy trên 564 triệu đồng. Điều đáng ghi nhận là nhiều vụ việc gian lận thương mại được phát hiện có quy mô lớn ở cả kênh thương mại truyền thống và kinh doanh trực tuyến. Việc phối hợp được tổ chức chặt chẽ từ trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, xây dựng cơ sở quản lý địa bàn đã giải quyết triệt để từng vụ việc, từng lĩnh vực ngành hàng. Bên cạnh đó, còn có sự phối hợp chặt chẽ của doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin về dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả. Tình trạng buôn lậu, tàng trữ, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại vẫn nóng cả ở kênh vận chuyển, bán hàng truyền thống và bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại gắn liền với mục tiêu ổn định, lành mạnh thị trường, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh làm ăn chân chính, các ngành thành viên ban chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp, nắm tình hình địa bàn, đẩy mạnh trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, quản lý thị trường, công an, hải quan, bộ đội biên phòng, thanh tra chuyên ngành là lực lượng nòng cốt đẩy mạnh công tác phối hợp toàn diện từ cung cấp trao đổi thông tin tài liệu, tổ chức đoàn kiểm tra, kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa trên các tuyến giao thông, bàn giao tiếp nhận, xử lý các vụ việc theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn thực phẩm sạch để sử dụng hàng ngày là một trong những yêu cầu cấp thiết của người tiêu dùng. Gà được chăn nuôi bằng công nghệ vi sinh với thức ăn là thực vật tự nhiên, trộn thảo dược, chất lượng thịt thơm ngon, an toàn đang được thị trường đánh giá cao, mở ra hướng phát triển chăn nuôi bền vững. Ghi nhận của phóng viên tại một mô hình nuôi gà vi sinh tại xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng. Mong muốn mang đến người tiêu dùng sản phẩm gà sạch chất lượng không kháng sinh, anh Nguyễn Văn Lưu ở xã Nghĩa Phòng, huyện Nghĩa Hưng đã nghiên cứu tìm hiểu về mô hình nuôi gà bằng công nghệ vi sinh là người đầu tiên trên địa bàn xã mạnh dạn áp dụng công nghệ chăn nuôi gà mới. Nên thời gian đầu anh Lưu gặp rất nhiều khó khăn. Sau gần 2 năm nuôi thử nghiệm với nhiều lứa gà thất bại, mô hình của anh đã gặt hái được những bước thành công đầu tiên. Cái gà nuôi theo vi sinh thảo dược ấy, thì nó khác hoàn toàn và nó chất độ rất là cao so với gà truyền thống cám thì được được chế biến và làm giống như bộ da dày giả của gà vì thế khi gà ăn vào thì cái gà có sức đề kháng rất là cao giảm rủi ro về bệnh tật và sự hao hụt của gà để cung cấp ra thị trường sản phẩm gà ngon anh lưu phải lựa chọn kỹ lưỡng từ con giống phải là giống gà ri thuần chủng của viện giống gà hà nội gà được nuôi thả trong môi trường khép kín chuồng có nền đệm lót sinh học xử lý mùi hôi, đảm bảo luôn khô thoáng sạch sẽ. Đặc biệt thức ăn của gà được trộn từ những loại ngũ cốc kết hợp với 36 loại thảo dược ủ lên men tự nhiên, giúp gà tăng cường sức đề kháng, phát triển khỏe mạnh, giảm đáng kể thiệt hại do dịch bệnh. Cả của cháu thì nó là rất ngon và thơm, sớ thịt nó nhỏ, sớ nó không to sớ mà ăn nó lại thơm. Chứ nó không như cái gà, gà nhà chúng tôi thì cho ăn thóc mà ăn thì nó không được chất lượng như vậy mà còn thì nếu nó đẻ ra trứng cũng vậy ăn nó thơm mà nó bùi nó ngậy chỉ sau hai lứa gà xuất bán sản phẩm gà sạch của anh Nguyễn Văn Lưu ở xã Nghĩa Phong huyện Nghĩa Hưng đã được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng sau khi làm sạch đóng gói hút chân không gà được xuất bán đi các tỉnh Hà Nội Hải Phòng để mô hình gà thảo dược phát triển bền vững Thời gian tới, gia đình anh Lưu tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, chế biến thêm những sản phẩm từ gà như gà nướng, gà ủ muối, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.